Ngày 10 tháng 9 năm 2023, Đại tá Đoàn Thủy, em trai của Đại tướng Đoàn Khuê cùng các con cháu từ Hà Nội trở về quê gia đảng Triều Lăng để làm giỗ cho bố ngay trong chính ngôi nhà lưu niệm của gia đình tại thôn 1, xã Triều Lăng, huyện Triệu Phong. Gia đình Đại tướng Đoàn Khuê có 8 người con thì có 5 người là liệt sĩ, 2 người em trai là sĩ quan cao cấp của quân đội là Trung tướng Đoàn Chương, nguyên viên trưởng viên chiến lược quân sự và Đại tá Đoàn Thủy. Ngôi nhà này bây giờ là nơi thờ cúng cha mẹ, 5 người con là liệt sĩ và Đại tướng Đoàn Khuê tại quê nhà, đúng như tâm nguyện của Đại tá Đoàn Thủy và cả con của Đại tướng. Vừa qua, Đại tá Đoàn Thủy cùng cả con cháu lại tiếp tục tu sửa ngôi nhà khang trang, đồng thời đưa nhiều kỷ vật tư liệu có giá trị liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng từ Hà Nội về trưng bày tại nhà lưu niệm. Đã nhiều năm kể từ ngày Đại tướng Đoàn Khuê đi xa, nhưng với Đại tá Đoàn Thủy, kỷ niệm về người em trai vẫn luôn rõ mồn một trong ký ức. Anh Khuê thì từ lúc nhỏ thì cái tính là ít nói, nhưng mà rất là chăm chỉ và quyết đoán, có cái suy nghĩ rất lớn, đã từ nhỏ mà đã tham gia vào cái việc là hiểu biết tình hình của giặc Pháp và tham gia vào cái phong trào chống thực dân Pháp từ thời đang còn bí mật, thì thể hiện cái quyết tâm của anh Khuê trong cái vấn đề là đem sức công sức của mình để cống hiến cho đất nước, để giải phóng đất nước, thì cái rất rõ cho trong cái cuộc đời của anh Khuê. Chính vì thế cho nên anh đi mãi tất cả các chiến trường cho đến lúc già, thì lúc em mới quay trở về với cái cương vị lớn nhất là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng trong khuôn viên của gia đình, Bộ Quốc phòng đã xây dựng căn nhà lưu niệm của Đại tướng Đoàn Khuê với diện tích khoảng 1.000 m², hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê. Trước đây là cái địa chỉ này là cũng gia đình với nguồn lực của gia đình thì làm cũng không đủ sức để triển khai để xây dựng, còn hiện nay được Bộ Quốc phòng tỉnh mà làm thì chúng tôi cảm thấy là rất là khang trang và hiện đại, và chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới là cái địa chỉ này sẽ là một nơi để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng tại quê hương Quảng Trị. Những cống hiến cho quê hương, đất nước, gia đình, Đại tướng Đoàn Khuê xứng đáng với bảng vàng có công với nước mà Đảng, Nhà nước đã ban tặng. Nhà lưu niệm Đại tướng Đoàn Khuê, nhà lưu niệm của gia đình Đại tướng được xây dựng, tu sửa khang trang, lưu giữ nhiều kỷ vật, tư liệu có giá trị về cuộc đời của Đại tướng, cũng như của cả một gia đình với bản sa phả thảm đỏ, chỉ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.